Con thử học rõ và cũng quá tốt đi, tại mà rõ lớp cũng rồi mà có cái người hoàng tử mà thương lão thì lão mừng lắm. Đúng rồi, mà lần đầu tiên hoàng tử mới tới đây á, à dạ rồi bây giờ thăm lão rồi thì về đi, chúng ta còn thăm ai nữa đâu. Tí chị em không có được, trước á là thăm lão, thăm sau á cũng phải lão dạy điều, trước thăm mà sau cũng thăm về hơi nghi nghi. Trời ơi, mày nắng quá à. Cái quà hả? Trong nhà đó hả? Ờ, trong nhà. Mày đâu? Mày ở cửa học con gái tao rồi thầy. Ba ấm phá rồi thầy cũng tính lệ ra. Không có ai ngủ, không có ai ngủ. Thầy con gái nó đẹp đó. Nói vậy đó hả? Đồng ti. Khi có ai tới đây mà ghê dẫn gì đó thì phá học rồi đừng trách em. Đúng không? Phải phá nhà hả? Dạ, phải phá học rồi. Còn bà con, bà con đứng ngồi ở ngoài đừng vô đừng đứng cứ đỡ ra. Thôi. Mọi người ngoài ra ngồi luôn hả? Mọi người trước đi. Mọi người trước. Mọi người trước đi rồi kể dạy. À, gieo hơi đậm, mà đâu có ngoài à. Thế thì mọi người trước đi. Dạ, đồng cộng. Rồi coi. Dạ, dạ hoàng tử hôm nay mới xuất chuồng đến, đúng phải quên. Cái gì vậy? Quên. Hoàng tử hôm nay là bỏ những tiền đến đây thăm lão. Còn mới xuất chuồng, là như ghê, rất là ghê nhưng mà. À, mà hoàng tử ghê như thế. Có rồi. À, mày cũng lấy bảo đẹp quá đó. Ờ, thôi chắc nó xấu chí cái này, nó đuổi đi rồi. Nó xấu chí này, nó đỡ đẹp mà nó đuổi. Vậy hả? À, bây giờ mời hoàng tử. Yeah.
tay lão mà cá là sao? Thank you.
quốc gia. Cảm ơn bác sĩ Nam. Chết đi. Chết. Chết đi. Ông thề cái lời thề của ông không tin nữa. Cái miệng lưỡi của ông là đầu môi nốt mũi. Ông đó là cái người mà hả thấy căn quan hệ. Ông là cái người hả mà hả gì giờ bước ông gần kêu. Tôi không có tin ông nữa. Cái chết tôi có tin thôi. Chết đi. Nhằm cũng ta thân nạp tức giả hay sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.